Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, trước những động thái bành trướng ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, các nước liên quan đều có những phản ứng. Tuy nhiên mỗi nước sẽ phản ứng theo những cách khác nhau. Gần đây thì tạp chí Fox đăng tải một bài báo với tiêu đề rằng Việt Nam đang trở thành người hung dữ nhất châu Á chỉ sau Trung Quốc. Đây là một tựa đề khá sốc nếu đặt trong cách nhìn của người Việt Nam chúng ta. Nhưng trước hết chúng ta hãy lắng nghe xem họ nói gì. Bài báo viết, Trung Quốc đã nuốt nhiều vùng chủ quyền hàng hải, tranh chấp ở châu Á bằng hoạt động bồi đắp để xây các đảo nhân tạo và trong một vài trường hợp đã thiết lập các cơ sở hạ tầng quân sự lên các đảo nhân tạo đó để đánh bóng thông điệp rằng mình mạnh hơn bất kỳ ai khác trong khu vực tranh chấp rộng 3,5 triệu km vuông ở Biển Đông. Chính phủ Bắc Kinh liên tục đưa tàu hải cảnh đi quanh vùng đặc quyền kinh tế của Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Ở ngoài khơi phía đông Trung Quốc thường xuyên cho tàu đi qua vùng biển tranh chấp và được kiểm soát của Nhật Bản. Nhưng chúng ta hãy nán lại một giây. Ở một quốc gia khác là Việt Nam, đất nước với 3.444 km đường bờ biển này đã bộc lộ mọi tín hiệu, sẵn sàng mở rộng sức mạnh hàng hải sau Trung Quốc. Dưới đây là một vài tín hiệu. Thứ nhất là năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ nói Việt Nam đã bồi đắp đất ở nhiều thực thể trên Biển Đông hơn Trung Quốc, mặc dù phương pháp của Trung Quốc có thể hủy diệt hơn. Việt Nam nắm giữ 21 thực thể nhỏ trong quần đảo Trường Sa, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào trong khu vực. Thứ hai là Việt Nam đã gia hạn một hợp đồng với một hãng dầu khí nước ngoài của Ấn Độ là ONGC để khai thác nhiên liệu hóa thạch dưới đáy biển. Bắc Kinh chắc chắn sẽ xù lông với hành động này, vì họ cũng tuyên bố vùng biển phía đông Việt Nam là một phần trong tuyên bố, mà theo đó 95 toàn bộ Biển Đông là của Trung Quốc, nhưng Việt Nam không lùi bước trong bất cứ trường hợp nào. Ấn Độ là một người bạn tốt của Việt Nam. Thứ ba là các tàu đánh cá Việt Nam chiếm một phần lớn trong số 1,72 triệu tàu đánh cá ở Biển Đông, đã đến gần bờ biển của các nước khác như Indonesia và Thái Lan. Theo các học giả theo dõi tình hình tranh chấp Biển Đông cho biết, hai ngư dân Việt Nam đã tử vong ở vị trí cách bờ biển Philippines 34 km trong một vụ việc có sự tham dự của tàu chính phủ Philippines. Thủy hải sản đóng góp 10 giá trị xuất khẩu của Việt Nam trong một thập kỷ trước đây. Theo Đại học British Columbia nói trong một nghiên cứu, ông Lê Hồng Hiệp, một thành viên tại Viện Nghiên cứu ở Singapore nói, dự trữ cá ở Việt Nam đã cạn kiệt, vì thế họ phải mạo hiểm xa hơn để tiếp tục việc làm ăn của mình. Khi mạo hiểm xa hơn, họ dễ đi vào vùng biển của các nước khác và bị tống giam vì đánh cá bất hợp pháp. Thứ tư là Việt Nam đã phản đối khi Đài Loan thực hiện sự hiện diện trên đảo Ba Bình. Phía Đài Loan và Trung Quốc gọi đảo này là đảo Thái Bình. Mặc dù đảo Ba Bình là thực thể lớn nhất của quần đảo Trường Sa, Đài Loan không có nhiều yêu sách trong tranh chấp chủ quyền lớn hơn và đã từng dùng đảo Ba Bình để giúp ngư dân Việt Nam trong cơn hoạn nạn. Nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối một lần vào năm 2016 và vào tháng 3 năm nay, khi Đài Loan tổ chức tập trận bắn đạn thật trên đảo này. Hoàng Ki Bo, phó chủ nhiệm khoa các vấn đề quốc tế tại Đại học Quốc gia Trương Chi ở Đài Bắc đã nói, họ nói các hoạt động của Đài Loan vi phạm chủ quyền của họ. Mỗi khi Đài Loan thực hiện một động thái, Việt Nam luôn phản đối. Việt Nam khá kiên quyết. Thứ năm là Trung Quốc cũng phải coi chừng Việt Nam. Trung Quốc đang sử dụng khuyến khích kinh tế để hòa hợp với các nước khác ở Biển Đông, nhưng những điều này vẫn chưa ổn với Việt Nam. Trước đây, một quan chức quân sự cấp cao Trung Quốc đã cắt ngắn chuyến thăm đến Việt Nam vì nước chủ nhà đang thăm dò dầu khí trong vùng biển tranh chấp. Xin mở ngoặc lưu ý rằng, Fox nói tranh chấp là nói theo ngôn từ của Trung Quốc, qua yêu sách đường chín đoạn, và ngay thời gian sau đó các ngoại trưởng của hai nước đã hủy một cuộc gặp bên lề của sự kiện hội nghị các ngoại trưởng ASEAN. Nguyên nhân có khả năng là vì tranh chấp hàng hải. Sức mạnh hàng hải của Việt Nam có nhiều ý nghĩa. Đất nước 99 triệu dân này trong quá trình phát triển kinh tế phụ thuộc vào chủ nghĩa dân tộc cũng đang phát triển, và những người chỉ trích tin rằng chính phủ nên hành động cứng rắn hơn. Các bạn thân mến, trên đây là bài báo của tạp chí Fox về những cái mà họ gọi là sự hung dữ chỉ đứng sau Trung Quốc của Việt Nam. Tất cả những điều nêu trên đều là thực tế. Tuy nhiên thì cách nhìn nhận thực tế như thế nào mới là quan trọng. Đối với việc bồi đắp để củng cố chủ quyền của Việt Nam, thực tế là Việt Nam cũng tiến hành một số hoạt động bồi đắp đất để mở rộng diện tích trên các bãi đá ngầm và cá ở các đảo nổi để phục vụ cho các hoạt động kinh tế và quốc phòng. Vấn đề là ở chỗ, đứng trước một Trung Quốc đang giáo giết xây đảo nhân tạo và lắp đặt thiết bị quân sự lên đó. Nếu Việt Nam chỉ phản ứng mồm xuông như Philippines thì có ngày mất cả đảo. Thay vì chỉ ngồi phòng trà khoác lác chửi tàu cộng như mấy ông chính trị gia rồng ở bên quận Cam, thì những lãnh đạo và tướng lĩnh Việt Nam đã sớm thực hiện xây dựng để củng cố thế lực của mình. Việc xây dựng này là lặng lẽ, âm thầm. Mãi đến sau khi các vệ tinh Mỹ chụp ảnh tung lên mạng, thì Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhiệm kỳ trước đây mới trả lời báo chí nói rằng Việt Nam cũng đang bồi đắp nhưng khả năng có hạn nên quy mô không được như Trung Quốc. Điểm thứ hai, kênh, muốn nói đến là về việc thăm dò và khai thác dầu như dấu hiệu số 2 và dấu hiệu số 5 trong bài báo của Fox.
dầu khí chiếm đến 30% trong tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam. Đây là một trụ cột rất quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Vừa mới đây thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam công bố, trong 9 tháng đầu năm đã khai thác được 19,01 triệu tấn dầu thô, vượt kế hoạch đặt ra hơn 200.000 tấn. Liên quan đến các hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông, gần đây có một số sự kiện lớn, một là việc tạm dừng thăm dò, khai thác ở lô 136 của tập đoàn Epson Mobil và hai là việc dự án mỏ cá voi xanh đã đi vào hoạt động, khai thác dầu ở trong một vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của ta. Nhưng một gã to con hơn cũng nhận vơ của hắn không phải là việc dễ dàng. Thực tế cho thấy rằng, luật pháp quốc tế chỉ tác động mạnh với các nước nhỏ mà ít khi kiềm tỏa được các nước lớn. Mặc cho UNCLOS 1982, Bắc Kinh vẫn tuyên bố đường chín đoạn để đòi chủ quyền hầu hết ở Biển Đông dựa vào đường lưỡi bò. Trung Quốc đã cho ngư dân nhảy dù vào khắp các nơi đánh cá. Theo sau tàu đánh cá đó là tàu hải cảnh, và họ đã lừa Philippines để cướp không bãi cạn Scarborough. Người Philippines mặc dù là đồng minh của Mỹ, cho Mỹ đóng căn cứ, nhưng khi bị Trung Quốc cướp không bãi cạn cũng chẳng có cách gì đòi được. Cuối cùng là đến bây giờ đang phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đàm phán xin Trung Quốc cho người dân trở lại quanh bãi cạn này để đánh cả. Về điểm này thì Việt Nam hoàn toàn khác. Có thể lúc này hay lúc khác người Việt chịu nhẫn nhục, nhưng khi có cơ hội thì lại tiếp tục thực hiện mục tiêu của mình. Thực tế này biểu hiện rất rõ trong quá trình khai thác dầu khí. Có những mỏ, những lô Trung Quốc gây sức ép lên các đối tác nước ngoài phải bỏ cuộc, nhưng cuối cùng thì Việt Nam vẫn quyết tâm khai thác và đã khai thác thành công. Thứ ba là vấn đề các tàu đánh cá Việt Nam trong những năm qua. Có những vụ tàu đánh cá Việt Nam bị nước khác bắt giữ và có khi là đâm chìm, khiến dư luận trong nhân dân không khỏi bất bình. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt rạch ròi các trường hợp. Trong số những vụ tàu đánh cá bị bắt hoặc bị va chạm, có những vụ xảy ra trong vùng biển tranh chấp, nhưng cũng có những vụ là ngư dân của ta đi vào vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác. Khi đó đích thị là ngư dân của ta trở thành kẻ đánh cá bất hợp pháp. Vấn đề này đã trở thành một tồn tại thực tế. Cho nên khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Indonesia và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Thái Lan, đều đã đưa ra bàn bạc với các nước đó để hai bên tìm giải pháp tháo gỡ. Tuy nhiên, nếu lấy việc này để nói là Việt Nam hung hăng thì không đúng. Việt Nam không có chủ trương đưa tàu đánh cá nhảy dù vào vùng biển của các nước khác để đánh cá trộm. Những vụ việc xảy ra hoàn toàn là do ngư dân thiếu hiểu biết, hoặc là biết nhưng vì nguồn thủy sản ở Việt Nam đã cạn kiệt, cho nên vì mưu sinh mà đánh liều đi vào vùng biển nước khác đánh bắt. Thứ tư là về vấn đề đảo Ba Bình. Hòn đảo này khi quân Pháp rút vẫn còn nằm trong tay người Việt Nam. Năm 1956, Đài Loan đưa tàu ra đảo này. Thời điểm đó, trách nhiệm thi chủ quyền của dân tộc Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa theo Hiệp định Geneva thuộc về chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng khi Đài Loan đưa tàu ra Ba Bình chiếm giữ hòn đảo này đã không gặp trở ngại nào từ Việt Nam Cộng Hòa. Cho đến nay, kênh cũng chưa gặp được tài liệu nào để tham khảo xem thái độ của anh em ông Diệm ra sao khi Đài Loan làm việc này. Thực tế sự kiện là như vậy, nhưng Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi trên toàn bộ quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa dựa vào các yếu tố lịch sử. Do vậy, không chỉ phản đối Đài Loan, mà kể cả đối với người láng giềng khổng lồ Trung Quốc, hễ khi nào tập trận ở Hoàng Sa hay Trường Sa, Việt Nam đều phản đối. Nhiều người hay không thắc mắc, thậm chí chế giễu rằng Việt Nam chẳng biết làm gì ngoài quan ngại sâu sắc. Thực tế trong ngôn từ ngoại giao, người ta không thể bày tỏ thái độ bực tức bằng các ngôn từ như kiểu trợ búa, tục tĩu. Ngay cả khi súng đã nổ đùng đùng trên thực địa, thì trong văn bản ngoại giao chính thức, các bên vẫn chỉ dùng những lời lẽ rất lịch sự để chỉ trích nhau. Việc Việt Nam bày tỏ quan ngại và yêu cầu các bên không thực hiện các hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam là một mức phản đối rất cao trong ngoại giao. Tất nhiên, sự phản đối ngoại giao không có tác dụng ngăn cản các hành động của Trung Quốc hay các bên khác, nhưng ý nghĩa của nó là nhắc lại lập trường của Việt Nam. Người ta làm vậy là để tránh sau này khi đàm phán đối thoại các bên khác không thể bắt bẻ rằng nếu các anh không công nhận chủ quyền của chúng tôi, thì vì sao khi chúng tôi thực hiện các hành động trên đó, các anh không hề phản đối. Thưa các bạn, tất cả các hành động của Việt Nam mà tạp chí Fox liệt kê ở trên đây, vì nói theo ngôn ngữ của họ, họ gọi là sự hung hăng, táo bạo, nhưng cũng qua đó sẽ giúp cho nhiều người dân hiểu rõ hơn những nỗ lực bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển mà Việt Nam đang thực hiện. Ít nhất là nó cũng là một hòn đá đập vào mõm những kẻ xuyên tạc tình hình biển đảo để kích động dân chúng. Vâng thưa quý vị, hôm nay bản tin tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.